giả, tất cả quý khán giả của đài truyền hình Asia Channel ngày hôm nay. Và thưa quý vị, là ngày hôm nay Thùy Dương được dịp trò chuyện với hai người mà Thùy Dương nghĩ rằng là hai tên này lúc nào cũng phải đi đôi với nhau. Thùy Dương xin quý vị chào đón anh Công Thành và chị Liên. Hãy đến với những câu ca ôi bao tình thương, hãy đến với những yêu đương ôi bao mộng mơ, hãy chúc đến với nhau bao nhiêu câu thần tiên với ân tình đầy bao ý thơ. Hi, how are Hi, you? Hi, Thùy Dương, how are you? Trước hết, anh chào Thùy Dương. Thành xin được kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Asia Channel. Và rất là hân hạnh được đến đây để tiếp chuyện cùng tất cả quý vị. Em rất là cảm ơn anh Công Thành và chị Liên đã đến với chương trình. Thưa quý vị, là ngay bây giờ Thùy Dương đang ngồi đây thì cũng cảm thấy hơi bị khớp. Cái thứ nhất là bởi vì đó, Thùy Dương nhớ là khoảng độ 4 năm trước, lần đầu tiên được đứng trên sân khấu này là trong một cái chương trình gọi là Tài Việt Ta. Mà hồi đó là Thùy Dương chỉ là đến đây trong cái phần sơ kết cho cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ của Trung tâm Asia. Và Thùy Dương nhớ đó là hồi đó là có anh Công Thành nằm trong ban giám khảo của chương trình. Và em còn nhớ là em đi lên trên sân khấu là một cái là em dạ cháu chào chú Công Thành. And then anh Công Thành was like, đầu tiên là cho em 10 điểm nhưng mà bây giờ anh tụt xuống 6 điểm. Em không biết là anh có nhớ chắc cái kỷ niệm đó. Chắc thế nào quý vị khán thính giả cũng còn nhớ cái chương trình Tài Việt Ta mà MC host là Trịnh Hội. Anh Trịnh Hội. Thì vâng, em có biết là ngay sau cái buổi mà em làm đó là anh với Trịnh Hội chạy lên lầu gọi anh Trúc Hồ xuống liền để giới thiệu em với anh Trúc Hồ. Yes, em có nhớ mình có một cái hình, em vẫn còn nhớ một cái hình mà em được chụp với anh với cả hình như là có anh Trúc Hồ đứng ở trong đó luôn. Thì cái đó là ngay tối hôm đó anh Trúc Hồ nói chuyện với em đúng không? Dạ. Yeah. Mà lúc nào cái đó cũng là cái kỷ niệm, mà tại vì tất nhiên là em đã lớn lên và đã thấy chị Liên, anh Công Thành ở trên sân khấu của rất là nhiều trung tâm Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại. Mà cái ngày hôm đó được gặp anh cũng là một cái kỷ niệm rất là vui, không bao giờ quên hết. Chương trình Tài Việt Ta. Chương trình vui lắm. Tài Việt Ta. Vâng, anh Công Thành, em biết là đối với một người như là Thùy Dương, thưa quý vị, lớn lên ở nước ngoài, cho nên là em không có biết rất là nhiều về cái lịch sử của nền âm nhạc Việt Nam cũng như là của những cái tiểu sử của rất là nhiều người. Em biết là đối với anh Công Thành thì lúc nãy chúng ta có trò chuyện, em biết là anh đã gắn bó với văn nghệ một thời gian rất là lâu. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà trò chuyện với anh thì em mới biết là anh đã đi ra nước ngoài để hát từ khi mà anh còn rất là trẻ. Đúng rồi. Thì đối với quý khán giả mà lớn lên sau này, và chúng ta có rất là nhiều quý vị theo dõi chương trình Asia Channel trên YouTube, anh Công Thành có thể chia sẻ một chút về cái thời nhạc trẻ hồi đó mà anh hát cho những cái ban nhạc ở nước ngoài. Đúng rồi. Từ thập niên 60 là những thập niên mà gọi là có những ban nhạc gọi là nhạc trẻ, là những ban nhạc kích động nhạc đó. Yes. Thì cái thời mà anh bắt đầu đó, Thùy Dương, là có 3 ban nhạc. Một ban nhạc là của anh Elvis Phương. Yes. Một ban nhạc là của anh Paulo Tuấn, với một ban nhạc là của anh. Thì ban nhạc Rocking Star là của anh Elvis này. Black Caps là của anh Paulo, với Fanatic là của anh. Fanatic. Thì đó, thì cái thời đó là hát cho các đi các cái boom, là các cái ban mà The Family, tức là cái chương trình mà làm ở nhà không à. Yeah. Thì lúc đó là đi gọi là đi hát chùa không, thì vui lắm, thời đó là thời rất là vui. Thế xong rồi bắt đầu mới đi hát lúc bây giờ club Mỹ, họ bắt đầu có những cái chương trình để cho các gọi là ban nhạc Việt Nam đi vào các club Mỹ để hát. Thì cái phong trào đó là rất là mạnh, thì ban nhạc cũng đi, thì tụi này cũng đi hát ở trong các những club Mỹ. Thì hồi đó anh học chương trình là chương trình Pháp. Yes. Thì cái gọi là cái tiếng mà thứ nhì mà anh học đó là tiếng Mỹ, rồi thứ ba mới là tới Việt văn, là chương trình tiếng tiếng đầu tiên là tiếng Pháp. Wow. Xong rồi tiếng Anh, rồi tiếng Việt. Thành ra là học như vậy, thành ra đi rồi được em đi mà em hát cho Mỹ đó, thì em nói chuyện nhiều lắm. Tại vì em, mặc dù em học ở trong sách những cái ngoại ngữ đó mà em không có nói chuyện cũng rất là khó, nhưng mà anh được cái dịp là anh hát những cái club Mỹ, thành ra lúc bây giờ tiếng Mỹ cũng khá lắm rồi. Thành sau đó lại anh lại hát cái lúc mà ban nhạc không có đi hát club Mỹ nữa, thì anh và anh hát ở trong một cái night club gọi là Baccarat Club ở Sài Gòn. Yes. Là ngay đường Lê Văn Duyệt với Trần Quý Cáp. Thế là anh hát xong đến một cái đúng cái lúc có cái ban nhạc Úc họ mời, thì năm 70 là anh qua Úc rồi anh ở bên đó luôn 17 năm ở bên Úc. Và thưa quý vị, là lúc nãy mới trò chuyện thì mới khám phá ra là khi xưa đó Thùy Dương ở một cái vùng ở bên Úc gọi là Newtown ở Sydney, thì anh cũng là sống ở cái vùng Newtown thời đó. Anh lúc đó anh vừa mới đến là anh ở ngay tại Newtown luôn. Ok,
So, thưa quý vị là vừa từ Việt Nam mà đi sang Úc, và vì vậy I'm guessing là mới gặp được chị Linh. Ui, mãi sau mới gặp. Mãi sau chứ không phải là gặp ngay lập tức. Không gặp ngay. Thì chị Linh, em có thể xin hỏi chị là tất nhiên là quý khán thính giả Việt Nam của chúng ta thì quen với một Linh mà hát tiếng Việt rất là lưu loát và rất là hay. Tuy nhiên là chị có thể chia sẻ một chút về cái cuộc sống văn nghệ của chị trước khi mà chị bước vào nền âm nhạc Việt Nam. Before that, so exactly, so before you were, I guess, singing for the Vietnamese audience, were you, you know, in a band? Were you singing country Australian music? Were you wanting to be? A lot of people don't know, but I was born in a very small country town, around 10,000 people, and it's still only around 10,000 people right Canada? Now. Gunnedah, yeah, a place called Gunnedah. So obviously, it's in the country, and people listened to a lot of country music back then. So I did grow up around a lot of country music. But from there, I moved to Sydney and worked in several bands and things like that. And dabbled Australian bands. Yeah. Okay, yes. Dabbled in a little bit of rock and roll and country music and R&B and everything. So I've practically sung a lot of different styles. Yeah. And then, so then the transition into Vietnamese music, I mean, obviously, it would be difficult. It was very difficult. Given the language barrier. But in terms of the, would you say that the Vietnamese entertainment industry is very different from the music industry that you're used to, the entertainment industry that you're used to in Australia? Yeah, yeah, it's very different. I think every country is different. American music industry here is much different than Australia. And every France too, you know, they're all different. So every country has their own way of promoting their singers and, you know, doing shows and they're, yeah, it's all different, each country. Nhưng mà hát tiếng Việt là khó nhất. Yeah. Hát tiếng Việt là khó nhất. Chắc chắn luôn, 100%. Tại vì đó, em biết cái nó gọi là cái mà mình phát âm đó. Yeah. Tiếng Anh cũng rất là dễ, nên em học. Tiếng Pháp cũng rất là dễ. Chứ mà cái phát âm của tiếng Việt đó, rất là khó. Có những cái chữ mà em không thể nào mà em, nếu mà em, cái lưỡi em mà không uốn được, em không thể nào em nói được. Là những cái chữ như là chữ người. Hay em nói với người Mỹ mà bắt người ta nói một chữ như là chữ ông bà đó. Không bao giờ ra chữ ông. Lúc nào cũng thành ra âm không à. We also sing in Japanese and Malaysian, Indonesian. Very easy. All those languages are very easy. It's monosyllable and it's easy. Người ta viết làm sao mình đọc như vậy. Chữ Việt Nam không thể nào đọc được như vậy. I know, crazy. Bây giờ chữ Việt Nam mà em viết chữ D với chữ U là chữ dù nhé. Mặc dù đó. Đố ông Mỹ nào mà đọc được cái chữ đó. Làm sao ông ấy biết được là cái chữ thành là dù. Nếu thế thì em xin hỏi là đó, khi mà chị Liên và anh Công Thành mới bước lên sân khấu là một cặp mà hát bằng tiếng Việt đó, thì đối với Liên, chị đi vào cái style, you went into the style of music that is very similar to anh Công Thành nhạc trẻ hồi đó. But did you ever, like, did you have an interest or had an interest in like cải lương or nhạc quê hương at all? She didn't even know. The only interest I had was trying to say one word correctly. nói một tiếng đã là khó rồi. Oh my goodness. Làm sao mà cải lương được? Yeah. Nhưng mà sau này, afterwards, you know, after you've been on stage and you're comfortable with your Vietnamese, did you ever feel like maybe I could sing nhạc quê hương or... I don't think I can sing nhạc quê hương. There's no way. You do a few, like gõ cửa với nhạc quê hương. Yeah, but it's kind of dở. But you know, cái nhạc quê hương gọi là... Nhạc quê hương mà gọi là phải nấc đó, thì rất ít người mà gọi là hát đúng nhạc quê hương như anh... Nếu mà anh nói... Nhạc quê hương là anh thích giọng của Hương Lan nhất. Yeah. Hương Lan, she can sing that stuff good. Đó là đúng nhạc quê hương đó. I agree with you completely. Yeah. Bây giờ quay lại với, thưa quý vị là trong thời gian gần đây thì Thùy Dương cũng đã phỏng vấn một số những anh chị em nghệ sĩ mà đã từng hợp tác với Trung tâm Asia. Thì anh Công Thành và Lin là hai người mà là trong những cái bước ban đầu của Trung tâm Asia sân khấu là đã có mặt, đã có sự hiện diện và sự trình diễn của hai anh chị. Anh Công Thành có thể chia sẻ về khi mà anh đến với Trung tâm Asia, cơ duyên nó như thế nào? Một buổi sáng vào khoảng 10 giờ sáng. Thì lúc bây giờ đó là chỉ có trung tâm gọi là về âm nhạc thôi. Vâng.
chưa có video nhé, thời đó là thời video đó, thì anh Bạch Đông là hồi đó là giám đốc của trung tâm Asia cho về CD, thì anh Bạch Đông gọi cho anh Bạch Đông bảo bây giờ mình muốn làm video, thì anh Đông bảo bây giờ mình làm kêu anh làm MC, rồi anh Đông bảo bây giờ làm MC mới kêu Kỳ Duyên, thì là anh mới vào làm, vừa làm MC mà vừa hát cho Asia lúc đầu đó là cuốn mà Đêm Sài Gòn 1 ở rồi, Las Vegas. Yes. Em nhớ là em coi cái cuốn băng đến nát luôn đó. Đúng rồi. Cái đó là rất là vui mà rất là tự nhiên trên sân khấu như một cái live show đó. Dạ đúng đó rồi. Là anh rất là thích những cái show như vậy. Vâng. Và anh cũng đã sau khi cái cuốn Đêm Sài Gòn đó thì Công Thành và Linh cũng đã cộng tác với trung tâm Asia một thời gian rất là dài. Anh được hân hạnh là ở với Asia một thời gian rất là lâu. Vâng. Dạ. Một lát nữa thưa quý vị, khi chúng ta quay lại với chương trình thì sẽ chia sẻ thêm về những cái kinh nghiệm, kỷ niệm của Công Thành và Linh đối với trung tâm Asia. Và ngoài ra thì chúng ta còn nói chuyện thêm về những cái chương trình, những cái kế hoạch của Công Thành và Linh trong thời gian sắp tới. Xin quý vị hãy giữ màn hình. Một lần nữa xin chào đón quý vị lại với Asia Channel ngày hôm nay. Chúng ta đang trò chuyện với Công Thành và Linh. Và cũng anh chị lúc nãy chúng ta nói về cái hợp tác của anh chị đối với trung tâm Asia. Thì anh Công Thành lúc nãy anh có nói là anh đến với trung tâm Asia trong vai trò là một người MC và một người ca sĩ. Nhưng mà tất nhiên là anh là bắt đầu là một người ca sĩ, thì cái cơ duyên nào nó lại đưa anh vào với cái nghề MC? Thủy Dương biết là ở bên kính thưa quý vị, bên Úc đó, cái lúc mà qua bên Úc là lúc đầu là đi hát với ban nhạc, nhưng mà sau đó, đó anh vào, anh gọi, người ta gọi là làm ở bên Úc nó có như là cabaret, tức là làm floor show, tức là cái lúc mà họ bắt mình làm 45 phút, vừa hát vừa nhảy vừa nói chuyện vừa đủ thứ mà không có ai nhảy đầm, chỉ có một mình đứng là phải bao dàn luôn. Yes. Thì kính thưa quý vị là cái lúc đầu đó mà lên sân khấu mà bắt đầu làm như vậy, mình không có cái ban nhạc nó đứng xa lắm, đằng sau đó, thì thưa quý vị cái quần của Thành nó bay như cờ vậy đó. Tại vì nó run không thể tưởng tượng được. Cái lúc nó khác hẳn nha, cái show đầu tiên của anh không bao giờ anh quên. Thế nhưng mà từ từ rồi nó quen đi, thì càng mình gặp khán giả, mình càng nói chuyện với khán giả, cái tự nhiên mình thấy bây giờ nó trở thành cái lối MC của anh, đó là cái lối mà là anh ngồi ở nhà anh trong salon mà anh nói chuyện với Thủy Dương. Quý vị khán thính giả đối với anh là người nhà hết. Thành ra anh đối với khán giả có một cái gọi là cái liên quan khác những người MC khác. Anh chắc chắn 100% là như vậy. Trong đầu anh ra đó, anh bảo này, anh sắp ra này, anh sắp nói chuyện với lại toàn anh em trong nhà không? Nếu thế thì anh nói như vậy có nghĩa là anh không bao giờ còn run nữa hay không? Hết run rồi hả? Bây giờ là hết rồi. Thật rất là nhiều người cũng rất là khác nhau. Chẳng hạn như là Quang Minh, Hồng Đào, thưa quý vị, tuy rằng là họ đã đứng trên sân khấu một thời gian rất là lâu, nhưng mà anh Quang Minh trước khi anh ra sân khấu đó là lần nào anh cũng run như là sắp sửa không bị phải, sửa tử. Không có run Quang em. Minh, really? Không có run. I wouldn't believe that. Cái mà người ta nói đó, khi mà em trước khi em ra sân khấu, lúc nào cũng có cái hồi hộp. Hồi hộp với run nó khác nhau anh? Không, nó khác chứ. Run là quần nó như cái cờ đó, nó bay như cờ đó, là run. Còn cái hồi hộp là nó ở trong tim thôi. Nó rất là hồi hộp tại vì mình không biết cái gọi là cái reception của khán giả làm sao. Thì nhưng mà khi mình ra, em bước lên sân khấu một cái là người em tự nhiên nó đổi khác liền. Ok, nghĩa là bây giờ nghĩa là anh không còn run nữa nhưng mà anh vẫn còn hồi hộp. Vẫn hồi hộp chứ, trước khi lên sân khấu, lần đứng ở trong mà trước khi ra sân khấu lúc nào cũng vẫn phải hồi hộp chút xíu. Because you worry that if they like you or not. Yeah, that's it. Right? Yes. Yeah. And now he doesn't care if they like him or not. Để coi có người ta đối với khán giả đối với mình ra sao. Yeah. Thế là làm sao mà mình biết được thì nó vẫn có cái hồi hộp. Because the audience reception is always different, you know. I've noticed that sometimes certain things work here but it doesn't work over somewhere else. Lynn, I know that you know, in addition to singing, you also are a very well-versed businesswoman in terms of real estate and as well as
for the both of you, your restaurant ventures. We're trying. Or should I say venture. tell me about your real estate life, your alter ego, is that what you would call it? Yes. Well, most of the time I spend on the phone mm-hmm. talking and trying to get people properties and placing people together with what they want. So that's basically what I do. So Tell me about the economic crisis in recent years and whether or not that has affected your work and whether or not it has affected just, you know, because when we talked, you were saying that I asked you why you went into real estate and you said, well, it just seems like a lot of fun. Has it been difficult or is it better now or is it, you know? Well, initially, you know, 10, 15 years ago, it was a real estate agent's job to go out and find somebody a house and it was fun. Mm. But now there's, you know, due to the internet and things like that. Photos, virtual tours. Yes, everybody can pretty much find their own thing, you know. But what they need from a realtor or a broker is, you know, negotiation to get the deal that they want. It's no longer going to find the property for them and things like that because they can basically do it themselves. What they need help with is the negotiation side and getting them the property they want, you know, without any hassle. So that's what I do. Yeah. Trong cái về real estate đó, Thủy Dương cũng biết là thưa kiện nhiều lắm, rất là nhiều. Mà bây giờ mà mình đi một mình mua một cái nhà một mình đó, mà sau này nhỡ mà có cái chuyện gì đó mà không có ai protect mình là chết liền. Thế thì bây giờ rất là khó. Đối với anh chị đó thì đối với real estate đó thì anh có bị những cái sự khó khăn đó không, cái sự thử thách đó không? Không, bây giờ là cái khó khăn là không phải là về real estate, không phải là nhà thì rất là có rất nhiều nhà để mua. Mà càng ngày càng có rẻ, rất nhiều anh? Khách để mua, có cái tiền lời rất là ít, nhưng mà có cái làm loan không được thôi. Nhà băng không cho mượn tiền. Nhà băng không cho mượn tiền nữa. Yeah. Đó, cái đó, là cái đó là cái quan trọng thôi. Còn đối với your restaurant business, lần đầu tiên, I remember when you first opened up your store. Were you there? I was there with my friend, T. And I remember seeing you behind the counter with an apron on. And I was like, wow, so cool. It would have been, I don't know. I was it cool or was it weird? 2007, yes. Maybe a little bit earlier. 2006. We September 2006. I came in 2007 when I first came to California. Okay. Was when I was taken to your store and it was just strange. Like, oh, there's Lynn. I know. Behind, you know, like in the kitchen. Mm-hmm. Yeah. It was surreal. Yeah. And it was very good crawfish. That's the thing. That's the thing with singers and entertainers here in Orange County, particularly. We're also close to the general public. Yeah. I mean, very business-minded, and everybody's very successful in their business ventures. Yeah. So tell us about the business. The Red Claw. Yeah. It's doing fine. It's the same, isn't it? This is the same. It's been 5 years. It's been 5 years. Are you thinking of expanding? Có tính là sẽ chuyển đến tiểu bang khác hay nào retire thì mới tính. We can't expand because the doctor's going to be upset because he's right next door. Retire. Okay, thì đó anh Công Thành mới nói cái câu retire là về hưu đó. Thì lúc nãy chúng ta cũng nói về cái chuyện này khi mà em được trò chuyện với hai anh chị đó, thưa quý vị, là anh Công Thành nói là chắc là anh cũng sắp sửa về hưu. Retire là về hưu mà. Nhưng mà Thùy Dương nghĩ là một không người phải, giống anh như bảo là Công Thành. Chừng nào anh mở tiệm là lúc đó anh retire anh mới mở thêm tiệm nữa. Retire. Thế nhưng mà trong cái nghề này đó gọi là, kính thưa quý vị, cái nghề này Thành bao giờ Thành cũng nói không phải là cái nghề mà là cái nghiệp. Cái nghiệp cầm ca là ông trời ông đã khiến cho mình như vậy rồi. Em không bỏ được. Vâng. Thành ra không bao giờ retire. Đúng rồi, thì đó em cũng tính nói là, thưa quý vị, là một người giống như là chẳng hạn như chúng ta cứ nghĩ đến cô Khánh Ly đi. Mình không bao giờ nghĩ là cô Khánh Ly sẽ retire tại vì cô đã cái tên tuổi và cái hình bóng, cái giọng hát của người đó đã in sâu vào cái nền âm nhạc Việt Nam của chúng ta. We still have a lot of fun singing. Yes, I know. And Sundays, you go on lots of shows. We do, but sometimes we sing at Blue on in Westminster. Thì đó như cái chương trình của tụi này là khi mà nếu mà em biết khiêu vũ trường Blue em biết. Là của chị Phi Khanh. Yes. Mà anh Quốc đó là em bà con của anh. Thì là cũng như trong nhà vậy đó. Thành ra khi mà anh không có đi hát, cái weekend mà không đi hát là anh ở nhà là anh với Linh hát ở Blue ngày thứ bảy và chủ nhật. I see. Chương trình khiêu vũ hát cho nhau nghe em phải đến em tập hát. Ở Blue là nguyên ban nhạc. Ban nhạc 4 người.
chứ không phải là one man band mà ban nhạc rất là hay. Thành ra quý vị mà khán thính giả đến đó, thích lắm. Họ đến họ được hát với lại ban nhạc mà âm thanh rất là hay nữa. Em cảm thấy nó giống như là hồi Sài Gòn thời xưa mà có những cái club vũ trường mà thật là nổi tiếng, thì blues cũng giống như là trong cái phong trào và cái cách lối sống đó, phải không anh? Đúng, nhưng mà thời xưa đấy em đâu có, em nghĩ có đâu có ai mà dám lên sân khấu hát đâu. Khán giả không bao giờ dám lên sân khấu hát. Mà bây giờ qua bên này rồi, họ, người Nhật người ta làm ra cái gọi là karaoke, tức là tiếng Nhật đó. Thì là người ta bắt đầu người ta hát là bên Nhật bắt đầu như vậy. Xong cái từ từ lan ra, bây giờ khán giả mình bạo lắm, già không thể tưởng tượng được. Không ghi tên anh giới thiệu liền hát. Không những là bên Nhật mà em còn nhớ chẳng hạn như một trong những cái nước mà họ mê hát là bên Fullerton đó anh. Mà kể cả họ có những cái máy mà để ở những cái subway station. Yeah. Mà người ta bỏ tiền vô chẳng hạn 5 xu rồi họ cầm cái microphone họ đứng đó, họ hát ở ngoài cái trạm xe lửa vậy. Trong lúc chờ đợi. Rất là dễ thương. Yeah. People love to sing. They do. So this is a great opportunity if they want to come down to Blue Saturdays or Sundays. Yeah. And that's where we get to see you. Yeah, we'll be there. We're hanging around. We'll sit with you. if we're not on show, we're there. Yeah, that's awesome. Mà không đi show, you have to come down and sing. Ở nhà là ở Blue đó. I will. Okay. Thật sự ra đó là đối với Thùy Dương thì mê hát. I love to sing. Good. But if there is more than one person in the room, I start to shake and I get really scared. And so it's like, damn. There em goes lên, game sẽ quen. Thế hả? Em cũng nghe người ta nói vậy nhưng mà em cũng chưa thấy quen cho nên là ngồi đợi cho bao giờ nó quen. Tuy nhiên là bây giờ đó em muốn nói thêm về những cái chương trình sắp tới của Công Thành và Liên. Và nhất là anh Công Thành, em biết là khi mà nói gắn bó với nghệ thuật thì phải nói là anh đã gắn bó trong tất cả mọi lĩnh vực, từ sân khấu, từ ca sĩ, từ MC bây giờ đến truyền hình. Anh có thể chia sẻ? Em biết là đài SBTN và đài VHN là hai cái đài mà đi 50 tiểu bang của DirecTV. Thì anh vừa mới bắt đầu một cái chương trình mỗi ngày thứ tư từ 6 giờ chiều tới 7 giờ tại đài VHN. Một cái live show mà gọi là đi live, tức là đi direct luôn á, từ 6 giờ tới 7 giờ. Thì khán giả gọi vào rồi nói chuyện vui lắm, rất là vui. Gọi vào để anh nói về những cái đề tài gì? Không thì anh có ca sĩ rồi. Một hai tuần nữa anh sẽ có một ông chef Nhật lên đó, ông nấu. I see. So like Jay Leno. Yeah. And in terms of entertainment, do you have bigger dreams of doing more, like for example entering the American industry? More? Or, there's like, more? Well, I don't know. Like do you ever want to say venture into the American industry now? No. Or more Vietnamese music, more CDs, more videos? No. Một cái trung tâm riêng của hai anh chị? No. Never. Yeah. I think we're past that age. No. Với lại em biết mà bây giờ là làm CD với DVD rất là khó, nó không có dễ. Yeah. Bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ với chương trình, thì có thể là anh chị có một lời chào đến quý khán giả. Vâng. Thì một lần nữa Thành xin được hân hạnh để kính chào tạm biệt quý vị khán thính giả của Asia Channel, và quý vị đón nghe Công Thành live show ở VHN ngày mỗi ngày thứ tư 6 giờ tới 7 giờ. Xin cảm ơn quý vị. I'd like to thank Asia Channel for having us here. It's great to talk to you all. Cảm ơn Thùy Dương. Thank you, Thùy Dương. Thank you, Len. Thank you, anh Công Thành. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng rất là hy vọng là quý vị cũng đã có được những giây phút thật là vui vẻ cùng với Công Thành, Len và Thùy Dương ngày hôm nay. Và Thùy Dương xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Thank you. Thank you, Len.